Hello, xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại đến với kênh YouTube của mình. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em để cắt một cái đoạn nhạc rất là hay. Bây giờ các anh em đang cứng không? Thì các anh em đang muốn cắt thì các anh em cắt ra rất là đơn giản. Cách thứ nhất thì các anh em thấy thêm mình nha. Ok, bắt đầu thôi. Ok, như vậy đã thành công rồi. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Nhớ like và subscribe và đăng ký kênh và nhấn chuông phía dưới để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye.